Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin thiếu nữ Việt bị cưỡng hiếp trên đường vượt biên, lối sang Anh rùng rợn qua lời khai nhân chứng. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến thời gian vừa qua rất nhiều người Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau đã vượt biên bất hợp pháp sang những nước như Trung Quốc, Nga, Ukraine và nhiều nước khác. Sau đó, họ đã được đưa vào Đức và các nước ở châu Âu rồi tiếp tục đưa sang Anh. Và hành trình của 39 nạn nhân trong vụ chết trong container đông lạnh tại Anh vừa qua cũng trải qua những bước thang như vậy. Và những người phụ nữ trẻ đi qua đường dây vượt biên bất hợp pháp sang châu Âu và Anh dưới sự bảo kê của nhiều cán bộ an ninh Việt Nam và các băng đảng mafia đã bị bọn đưa người cưỡng hiếp và lấy hết tư trang, tiền bạc mang theo. Và trước video trước đó của chúng tôi đã chia sẻ phỏng vấn anh Long ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2019 từ Berlin, vì anh cũng là người đã đi trong con đường này, là một nhân chứng trong đoàn người trốn sang châu Âu, và anh đã tận mắt chứng kiến hình ảnh rất đau thương đó. Và mời các bạn xem chia sẻ của anh với những đoạn video chúng tôi đã phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng, chào bạn, hôm nay cũng gặp bạn ở ngay trên văn phòng của tờ Thời báo.de. Và trong thời gian vừa qua đã diễn ra vụ việc rất nghiêm trọng, đó là 39 nạn nhân được cho rằng đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh đã bị chết cóng trong chiếc container đông lạnh tại Anh. Vậy bạn là một người trong những người cũng đã từng vượt rừng đi từ những miền quê miền Trung sang, thì bạn hãy tả lại cái thực tế, cái hoàn cảnh của mình và cái đường đi nước bước như thế nào để cho mọi người cùng biết. Thế thì trong cái quá trình đi thế thì ngoài cái chuyện là nếu mà người phản kháng ra thì bọn nó sẽ đánh, thì nó có cưỡng bức hay làm cái gì khác? Có, nó phụ nữ như nào? Phụ nữ thì có nhiều người có vừa nó đưa về đần đồn vần tới với vùng biên rồi. Có hai ba người phụ nữ thì nó cứ đòi muốn quan hệ tình dục. Nó không cho thì nó bắt đầu là nó cứ giở trò, nó đã đánh cho. Rồi cuối cùng phải chịu đựng, rồi là cuối cùng là phải chấp nhận cho nó thôi. Và vì mình là công dân mà không biết tiếng và không giao tiếp được với nó thì không có gì để mà nó... Tức là những cái việc làm đó là bọn đô người làm hay là ai làm? Cái đó là những cái thằng đưa người của nước sở tại, người Tây ấy. Còn nước lúc đấy thì nó đưa về vùng người ở đấy là quản lý của Tây, không có người Việt nữa. Nhưng mà người Việt của mình nó vẫn thông đồng với nó, vẫn điền và liên lạc và tất cả mọi thứ với nhau. Tức là những cái người mà đi như vậy là có những cô gái, rất nhiều cô gái đã bị cưỡng hiếp ở dọc đường. Cưỡng hiếp và cướp bóc, được bao nhiêu là chấn lột tiền, bao nhiêu tiền ấy thì... Ông nghe em đi là phải bao nhiêu, được mấy tiền là phải đưa cho một bạn gái cầm. Bạn gái cầm cho rồi đưa vào những cái chỗ nhạy cảm của phụ nữ mà giấu đi không thôi, là mình là nó đứng lại, nó kiểm tra, nó soát, nó lấy hết tiền, nó lấy hết đồ đạc và của mình. Mình không còn cái gì trên người. Thế thì nếu mà không cho ăn như vậy thì chỉ ăn những cái đồ mà nếu có tiền mới mua được, đúng không? Và thế rồi anh thấy là đi như thế thì hết tất cả là bao nhiêu ngày phải lội rừng, hoặc là khoảng bao nhiêu km phải đi đường rừng? Nếu mà đi rừng thì đi kiểu mà trèo dưới dốc cái đồi lên vào trong đó thì nó cũng có thể, nó có một đoạn đường nó có xe u hoạt nó chở đi nữa, của nó mua được của biên phòng ấy, nó chở đi được một dọc đoàn thôi. Nhưng mà đi thì cỡ ít nhất khoảng phải treo đường lên đấy cũng phải hơn cả chục cây thôi, xong rồi chục km đó mình lại đi xuống nữa, vì đường đi nó rất là tắc tơ, là nó phải đi cái đồi đấy, mình phải đi nó dốc, mình phải đi thẳng đứng, và nếu mà bị trượt chân té ngửa cái là rớt xuống và lôi xuống cái vực liền. Thế bạn có nghĩ rằng là cũng chắc cũng có thể có nhiều người đã chết như thế đúng không? Có nhiều người chết và có nhiều người bị bỏ lại trong rừng, không đi nổi là phải bỏ lại trong rừng. Và may mắn thì được cảnh sát kiểm tra được thì đấy, không thôi thì phải chấp nhận đấy. Một năm qua đây thì cũng phải mất mạng, người Việt Nam của ta cũng mất mạng rất là ít nhất là phải chục người là bình thường. Và đa số như anh nói là toàn là những người miền Trung đi. Dạ, đa số là miền Trung, hầu như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là vùng nhiều, hầu như là chiếm cả 90% là người miền Trung cả. Và tại sao lại toàn những người miền Trung như vậy? Tại vì nói chung là cuộc sống khó khăn, là đi được môi giới dịch vụ là cứ bảo là miền đất thừa, qua đấy lương bổng cao rồi làm khỏe rồi công việc rất là thoải mái rồi lương cao thì cứ đi, và rồi cũng có nhiều cái là vì cuộc sống mưu sinh sau cái vụ thảm họa
môi trường Formosa là không có công an việc làm, là biển chết, cá tàu bè là phải bán hết đi, không có tiền để không có nghề nghiệp để sinh hoạt nữa, cuối cùng là phải bỏ xa xứ đi để mà tha hương cầu phước đến với một đất nước để kiếm nhiều tiền, nhưng ai ngờ là đến thì phải trả một cái giá nó rất là đắt. Thế mà như anh thì anh đã phải trả bao nhiêu tiền cho cả cái chuyến đi đó? Riêng em đã đi là trả một chuyến đi đấy là hết 18.000 đô. Vâng. Đó là nâng cận ít, còn có một cái thằng mà đi cùng chuyến với em nó trả lên đến 22.000. Qua nhiều thì thằng môi giới dịch vụ, qua người này nó lấy 1.000, qua người kia nó lấy 1.000, qua người kia nó lấy về đối là có nhiều người lên, cũng có nhiều người mà chập xỉ lên, mà lúc đoàn em đi rồi có hai chị em của anh là nó lấy hết một người 1.2 tỷ. Một tỷ hai một người. Thế mà vẫn phải đi vượt rừng như thế? Và phải vượt rừng và ngồi trong xe container như thế đi qua. Thế cái số lượng đi từ miền Trung theo anh nghĩ có nhiều không? Nếu mà miền Trung thì hầu như là miền Trung một cỡ 100 người mà qua đây á, thì hầu như là 80 người là đi đường bộ, đi đường chui, đi đường lội rừng, vượt núi qua Nga rồi vượt qua các nước lân cận. Thì cỡ đi thì nó rất là đông, và hầu như một năm mà nó lọt vào đây nó rất là nhiều. Người toàn hầu như là người miền Trung. Thế sang bên này rồi thì trong thời gian vừa qua thì cuộc sống của anh sau khi sang đến Đức là như thế nào? Cuộc sống nó đúng là qua đây đúng với bờ ngửa là bị mới ngửa ra rằng là mình rất là khổ, khó khăn. Mình không có người thân, rồi là mình phải ở xin người ta, rồi là áo quần không có mà mặc là phải xin tạm người ta mặc, rồi là đi xin đi làm thuê, rồi là mình là người tị nạn không có giấy tờ, bất cứ một cái giấy tờ tùy thân nào người ta, các chủ lao động người ta cũng không nhận và trả với, nếu mà có nhận thì trả cho với mình là một cái mức lương nó rất là thấp và làm rất là nhiều giờ và làm vừa đủ chi phí ăn ở và đi lại thôi. Còn mà nói khoản nợ để mà trả được, vì như lúc đầu 18.000 thì cho gần 400 triệu thì có thể là hiện tại như em bây giờ là chưa trả nửa mấy năm rồi. Đấy. Thế bạn anh đã bị cảnh sát bên này bắt và kiểm tra lần nào chưa? Dạ, em bị cảnh sát bắt ở đây đến 2 lần. Một lần vào ngôi nhà ở thì hai vợ chồng thuê nhà ở, hai vợ chồng cãi nhau và mình bị nhà hàng xóm nó gọi đến thì vừa bắt đi. Một lần nữa thì về vùng tỉnh làm thì bị công an nó kiểm tra và nó bắt, và cuối cùng là bị quay là phải quay ngược lại ở Berlin. Và xin làm tạm các quán, cứ làm quán này cần rửa bát một ngày thì mình phải đi rửa bát một ngày, rồi là cứ như để đủ ăn đủ sống qua ngày. Thế qua cái câu chuyện mà những cái người mà vừa rồi đã bị mất trong cái vụ mà container lạnh ở Anh ấy, 39 người ấy, thì anh thấy rằng là con đường đấy họ đi như thế, thì anh có thể cho biết cái thông tin họ đã đi bằng cách nào như vậy để sang Anh ấy? Thì họ hầu như là đi trục trước ấy, thì hầu như là đi qua tới, hầu như là trung chuyển là đều phải qua tới Đức, hầu như họ qua tới Đức cả rồi họ mới bắt đầu di chuyển qua Pháp. Họ mới bắt đầu di chuyển qua Pháp, rồi họ đến một cái kho của họ, họ chứa trong đấy. Họ chứa trong đấy thì sau rồi đến có một chuyến đi thì họ mới bắt đầu di chuyển, là cho lên xe và di chuyển sang các cái cảng gần qua Bỉ, rồi là qua cảng nào mà họ cảm giác mà họ có thể luồn lách được thì họ sẽ đưa người qua cái kiểu ấy. Anh có người bạn nào đã đi như thế chưa? Cuối cùng cuộc sống họ như thế nào? Em là cũng có 2-3 người bạn đi cùng chuyến với em là đi sang bên đấy. Và đi sang bên đấy thì cuộc sống của họ bên đấy cũng rất là phức tạp. Và nghe bảo đó là khi mà đi trong container đi như thế, đi qua rồi, nhưng mà đến khi mà nó thả mình xuống, không phải là nó dừng lại để nó thả. Nó xe container đang chạy mà bắt mình nó nhảy xuống. Nó đang chạy mà bắt mình nhảy xuống. Toạc đầu cuối và gì bắt nó dừng, nó không dừng lại đâu. Và người nó có cái quân người của mình đã đón sẵn ở đấy, là nó bảo nó nhảy xuống chỗ này, là bắt đầu là nhảy xuống cái chỗ đấy, nó dừng lại nó nhảy xuống, nó mình nó nhảy xuống để nó có người đón sẵn ở đấy. Và nghe bảo rồi là đi mà kiểu đấy là nếu mà đón một ngày ở đấy mà nó di trú nó đón về mà mình không, người nhà sẽ đón mình là cứ một ngày là trả cho người ta là 200 đô. Đã có người là người nhà mình chưa đón mình đi là cứ một ngày nó tính cho mình 200 đô. Thế xong rồi những người bạn của anh đã sang đến Anh rồi thì họ làm ăn thế nào? Họ sang thì họ làm ăn thì có người thì làm nai xong không được thì ra cũng phải chạy
tôi thao túng rồi là đi học rồi là cũng bị là học nái rồi là cũng bị người ta công an nó cũng siết chặt rồi mọi thứ rồi phải chạy trốn rồi là phải là đi vào rồi làm cả cái vườn trong cây gần xa rồi làm bị cướp rồi lại không được thì lại quay ra rồi lại đi làm nái rồi cuối cùng là cũng chưa đâu vào đâu cả. Tức là họ bỏ ra số tiền rất lớn đúng không? Họ bỏ số tiền rất lớn. Vâng. Qua đây nếu như miền Trung mà qua đây qua với mức mà qua đây qua tới Anh á thì cỡ tầm sấp xỉ mà người nào ít nhất á gọi là quen với cái đường dây môi giới á là ít nhất là cỡ 1 tỷ. Với số tiền mình mang theo là 1 tỷ. Vâng, cảm ơn anh vì đã chia sẻ lần này. Chắc chắn rằng là bạn đọc sau khi chia sẻ này nhận được thì các bạn cũng hãy comment tha, tức là hãy đưa lại để lại những bình luận vào đây và những cái câu hỏi tiếp theo để chúng tôi cũng có thể tiếp tục giải trình cho các bạn để các bạn biết cái sự thật của những con đường đi rất nguy hiểm và mất nhiều tiền và cuối cùng là đến nơi được không phải miền đất hứa đúng không ạ? Như mọi người đã nói mà hiện nay như anh cũng còn không có giấy tờ và bất cứ lúc nào cũng phải đối diện với việc là công an sẽ bắt và trục xuất về nước đúng không? Các bạn vừa chứng kiến những mô tả hết sức chân thực về hành trình khủng khiếp từ quê hương miền Trung, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình khi thanh niên, thiếu nữ của Việt Nam đã bị bọn buôn người cưỡng bức, bức cướp đoạt nhân phẩm và tài sản của họ dọc trên đường đi. Và theo như mô tả thì họ không biết kêu vào đâu vì bất cứ lời phản kháng nào sẽ bị những kẻ đưa người và buôn người đó đánh đập một cách hết sức dã man. Và điều này không rõ liệu ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có biết hay không, mà suốt trong thời gian vừa qua, ngay cả khi cảnh sát Anh đã thông báo 39 người chết cóng và bị ngạt trong container tại Anh là những người Việt Nam, thì ông Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng vẫn không hề lên tiếng hay gửi lời chia buồn tới những gia đình nạn nhân bị mất mát và đau thương này. Vậy thì những người dân Việt Nam sẽ coi như không có sự tồn tại của một vị Chủ tịch nước như ông, và cũng chẳng cần cái Đảng Cộng sản với lý thuyết chủ nghĩa xã hội đang gieo rắc đầy đau khổ trên quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và cập nhật nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Và các bạn hãy ấn nút theo dõi của YouTube Thời báo.de, Facebook Thời báo.de để luôn được biết những thông tin trung thực. Chào các bạn.